Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 18 tháng 12 xác nhận sẽ liệt thêm 60 công ty Trung Quốc, bao gồm nhà sản xuất chip hàng đầu của nước này là SMIC và nhà sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc SSDCA vào danh sách đen thương mại. Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố di sản cứng rắn với chế độ độc tài Trung Quốc. Tổng cộng, chính quyền đương nhiệm của Mỹ sẽ thêm khoảng 80 công ty và một số chi nhánh bổ sung vào danh sách đen thương mại, hầu hết trong số đó đều là công ty Trung Quốc. Những công ty bị liệt vào danh sách đen trên được cho là vì đã tham gia hoặc có khả năng cao tham gia vào các hoạt động gây đe dọa cho an ninh quốc gia hay các lợi ích về chính sách ngoại giao của Mỹ. Trong đó, những cái tên nổi bật trong danh sách này có thể kể đến như Huawei Technologies CEO và 150 chi nhánh, ZTE Corp, nhà sản xuất camera giám sát SIK Vision, gã khổng lồ sản xuất chip của Trung Quốc SMIC. Trước đó vào hồi tháng 9, Bộ Thương mại Mỹ đã yêu cầu các công ty nước này phải xin giấy phép trước khi muốn bán thiết bị cho SMIC. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho hay việc chế tài SMIC có nguyên nhân từ việc Bắc Kinh luôn tìm cách khai thác các công nghệ dân sự cho mục đích quân sự và có nhiều bằng chứng về mối quan hệ giữa SMIC và các công ty quân sự của Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết trong một tuyên bố rằng Washington sẽ không cho phép công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ hỗ trợ việc xây dựng quân đội của một kẻ thù ngày càng hiếu chiến như Trung Quốc. SMIC là nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc. Công ty này đang tìm cách mở rộng để có thể cạnh tranh với đối thủ lớn là TSMC. Trong nhiều năm qua, Mỹ và Trung Quốc đã cạnh tranh vị trí thống trị về công nghệ và SMIC được xem là chìa khóa cho tham vọng của Bắc Kinh trong việc sẽ đạt được khả năng tự chủ về chất bán dẫn trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.